Angela Baby nguy cơ đền bù số tiền khổng lồ sau ồn ào, phải đem con đi cầu cứu Huỳnh Hiểu Minh. Angela Baby hiện đang phải đối mặt với món nợ lớn đến từ các đối tác sau khi bị phong sát vì đi xem Lisa biểu diễn ở câu lạc bộ Người Lớn. Quá bế tắc, cô nàng phải dùng đến con trai để chồng cũ giúp đỡ mình. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng kể từ ngày rộ lên thông tin góp mặt tại show diễn của em út Blackpink ở Pháp, Angela Baby từ ngôi sao được người người săn đón bỗng trở thành con ghẻ trong giới giải trí Trung Quốc. Việc đến hộp đêm Crazy Hour Paris khiến cô bị công chúng quê nhà tẩy chay kịch liệt. Theo QQ, ở thời điểm hiện tại, tên tuổi Angela Baby lao dốc không phanh gây tổn hại nghiêm trọng cho các đối tác đang làm việc với cô. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có thể phải chi số tiền không nhỏ để khắc phục hậu quả. Dựa trên số lượng hợp đồng quảng cáo, phim ảnh đã ký kết, cô nàng đối mặt với khoản đền bù khổng lồ hơn 100 triệu nhân dân tệ, gần 340 tỷ đồng. Được biết, trước vướng ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, Angela Baby làm gương mặt đại diện cho 7 thương hiệu. Với mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài 1 năm, nữ diễn viên thu về 8 triệu nhân dân tệ, hơn 26 tỷ đồng. Vậy nên, số tiền cô phải bồi thường cho đối tác vì chấm dứt hợp đồng giữa chừng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhãn hàng rơi vào khoảng 56 triệu nhân dân tệ, hơn 187 tỷ đồng. Ở lĩnh vực phim ảnh, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có 4 tác phẩm gồm Mạn Ảnh Tầm Tung, Tương Tư Lệnh, Thái Cực 3, Đỉnh Cao Trong Tầm Mắt và Ánh Sáng Thời Đại Đang Chờ Phát Sóng. Và việc nữ diễn viên bị đóng băng hoạt động khiến số phận của các dự án này bỏ ngỏ, khó nói trước có thể thuận lợi lên sóng hay không. Trong trường hợp phim nói trên bị đắp chiếu vô thời hạn, cô có thể phải đền bù số tiền ít nhất 50 triệu nhân dân tệ, 167 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo một số nguồn tin trong làng giải trí xứ Trung, chính vì số tiền bồi thường thiệt hại khổng lồ này mà gần đây Angela Baby phải bán đi căn biệt thự sang trọng của mình với số tiền thấp hơn so với thị trường. Quá bế tắc, cô đành phải nhờ cậy Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ tài chính và mối quan hệ để giải quyết khó khăn sau khi bị phong sát sự nghiệp. Tuy nhiên, phía nam tài tử 7X được cho là đang phớt lờ trước yêu cầu của nàng Tiểu Hoa. Dẫu vậy, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã có phản hồi đối với những lời van xin dồn dập từ vợ cũ Angela Baby. Theo Sheena, Angela Baby đã không ngừng liên lạc lại với Huỳnh Hiểu Minh để tìm cách cứu vãn sự nghiệp của mình. Sau nhiều lần bị bơ đẹp, nữ diễn viên đã phải dùng đến kế sách là cậu con trai Tiểu Hải Miên, bò biển nhỏ để thuyết phục chồng cũ. Đáp trả lại vợ cũ, Huỳnh Hiểu Minh vừa đồng ý nhưng cũng vừa từ chối nữ diễn viên. Theo đó, tài tử Bến Thượng Hải chấp nhận cho vợ cũ mượn số tiền để đền bù thiệt hại do ồn ào Crazy Hour gây ra. Tuy nhiên, anh không chấp nhận giúp đỡ cô cứu vãn sự nghiệp, dù cho bản thân là Huỳnh giáo chủ, đủ sức làm điều đó nhờ mối quan hệ rộng. Ngoài việc van nài chồng cũ, Angela Baby còn được cho là đã đi cầu cứu khắp mọi nơi vì sự nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề. Trong số đó, nữ diễn viên đã liên hệ giám đốc cấp cao của đài truyền hình Chiết Giang bởi cô hy vọng người sếp cũ này sẽ mở rộng vòng tay cho các phim của cô lên sóng cũng như bảo vệ cô qua sóng gió. Thế nhưng, ngược với mong chờ của Tiểu Hoa sinh năm 1989, ông lớn đài Chiết Giang đã thẳng thừng khước từ, hẹn rằng sẽ giúp đỡ cô sau khi vụ ồn ào này được giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, đài này cũng đã thể hiện rõ lập trường của mình khi loại Angela Baby khỏi mùa mới của Keep Running thay bằng Tống Vũ Kỳ. Tổng hợp lại những điều trên, Angela Baby thực sự đang bị phong sát ngầm tại thị trường Hoa ngữ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị cấm ngôn 3 tháng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có Weibo và Douyin. Sẽ còn rất lâu nữa, khán giả mới có thể được gặp lại cô trên màn ảnh thông qua các dự án như Mạn Ảnh Tầm Tung hay Tương Tư Lệnh.